Nếu muốn được trải nghiệm cảnh chăn dê trên thảo nguyên, hãy mua sáo đất này của tôi đi. 15 euro một chú dê có thể tạo ra một giai điệu cổ xưa. Chợ phiên này ở cạnh thủ đô Budapest, tuần một lần, những người thợ thủ công lại mang những sản phẩm do chính tay họ chế tác tới đây, vừa để bán, vừa để giao lưu gặp gỡ. Chúng tôi ở tổ theo và là bạn của nhau từ khi còn là những bé gái. Theo gen giờ để thư giãn, tuần nào chúng tôi cũng phải tới đây. Cụ tôi nói rằng, ngày xưa, tiếng kèn này là cách ra tín hiệu cho các hoạt động thông thường ở trang trại. Chợ phiên này tuy là toàn những người có tuổi tới đây mỗi tuần với những hoài niệm, nhưng tôi cũng muốn được biết ngày xưa cụ tôi đã từng sống và kiếm sống như thế nào. Đây là nhà của bà ngoại tôi, nó 500 tuổi rồi đấy. Tuần trước tôi đi biểu diễn ở Mỹ, người ta giới thiệu một ngôi nhà 200 tuổi. Tôi bỗng nhớ nhà bà mình thế. Nhà bà tôi ở ngay khúc cua sông Vltava, con sông dài nhất Cộng hòa Séc. Từ cửa sổ bạn có thể nhìn thấy lâu đài Seki Krumlov. Lâu đài được xây cách đây 800 năm. Bà tôi kể khu vực này trước đây có mỏ vàng, nên dần dà hình thành một cụm dân cư. Họ sống hiền hòa và có phần ẩn dật. Tôi rất thích các câu chuyện mang màu sắc cổ tích của bà. Những cái con đường mà lát gạch từ thời Trung Cổ vẫn còn lưu dấu ấn ở thị trấn cổ Krumlov này là một trong những cái đặc điểm mà khiến cho khách du lịch tới đây cảm thấy vô cùng thú vị. Kỹ thuật trong xây dựng lát vỉa hè đường xá thời cổ đại có lẽ là một phần quan trọng để những nghệ sĩ như Kanda có thể tự hào kể lại với bất kỳ ai tới nơi đây thắng cảnh. Phải thừa nhận rằng, thời kỳ số hóa đã thêm vào nhiều màu sắc khác trong cuộc sống, nhưng cũng không cản bước những lữ khách muốn một lần dừng chân ở thị trấn gần 1.000 tuổi này. Khi hoàng hôn tắt nắng, có thể là thời điểm ấn tượng nhất nếu ai đó muốn nhìn thấy thị trấn nhỏ Seki Krumlov hiện lên như trong câu chuyện cổ tích mà bà của Kanda vẫn luôn kể cho anh. Mỗi lần buồn tôi lại quay về thị trấn này, ngồi thả hồn vào dòng sông Vltava,